Xin chào các bạn, mình là Ngọc Tuyên và mình đến từ kênh Crypto News và đây là cái kênh YouTube của mình. Thì các bạn hãy vào kênh YouTube của mình, trong cái kênh của mình chia sẻ rất là nhiều những cái video hữu ích về kiến thức nền tảng crypto. Và hiện tại bây giờ mình đang xây cái series về kiến thức nền tảng crypto, các bạn vào xem lần lượt từ phần 1 thì các bạn sẽ có một cái kiến thức rất là to lớn khi mà bước chân vào thị trường. Và đến với chủ đề ngày hôm nay thì cái video ngày hôm nay mình muốn nói đó là những người mới cần làm gì khi mà đầu tư vào thị trường crypto và Bitcoin. Có một bước rất là quan trọng, đó là các bạn cần phải xác định được vị thế của mình khi mà bước chân vào thị trường cryptocurrency này. Thì các bạn đã chọn cho mình là một nhà đầu tư hay là một nhà đầu cơ chưa? Thì các bạn hãy tự đặt ra câu hỏi là đầu tư hay đầu cơ thì sẽ mang lại cái lợi nhuận nó tốt hơn cho các bạn. Thì đây là câu hỏi mà rất là nhiều người khi mà bước chân vào thị trường đầu tư đặt ra câu hỏi đó. Thì đây là câu hỏi mà rất nhiều những trader và những holder đang tranh cãi ở trong cái thị trường cryptocurrency này. Vậy thì ở trong cái video này chúng ta cùng trao đổi xem đầu tư hay là đầu cơ sẽ mang lại cái lợi nhuận và hiệu quả hơn, và những cái tiêu chí để lựa chọn cái crypto theo từng cái loại hình đầu tư hay là đầu cơ là gì. Vậy trong cái ngành tài chính này, đầu tư và đầu cơ được hiểu như thế nào cho đúng? Thì đầu tư có nghĩa là bạn đặt niềm tin vốn của mình vào một cái tài sản nào đó ở trong hiện tại và tin tưởng vào tiềm năng gia tăng và phát triển của nó, với kỳ vọng sẽ kiếm được rất là nhiều cái lợi nhuận hơn ở trong tương lai. Và mục tiêu của nó là đặt vốn vào các loại hình đầu tư với cái kỳ vọng là tiền sẽ sinh ra tiền. Còn đầu cơ là một cái cách thức bỏ vốn và tập trung nhiều vào việc tìm kiếm cơ hội để ăn chênh lệch giá, mua giá thấp và bán giá cao mà không quan tâm đến giá trị, tiềm năng của cái loại hình tài sản đó. Và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, ông đã có một cái câu nói rất hay về đầu tư và đầu cơ, đó là cách thực sự đơn giản để phân biệt giữa đầu tư và đầu cơ là kiểm tra xem bạn có quan tâm đến ngày mai thị trường có mở cửa hay không. Có nghĩa là khi mà Warren Buffett mua một cái cổ phiếu, ông không quan tâm đến việc giá lên hay giá xuống trong một vài ngày hay là một vài tuần, thậm chí là một vài năm, mà cái việc mà ông quan tâm nhất đó là hoạt động của doanh nghiệp và quan tâm đến cái hiệu quả của doanh nghiệp đó có mang lại cái lợi nhuận cho mình trong tương lai hay không. Và nếu quan tâm quá cái việc mà thị trường lên xuống như thế nào trong ngắn hạn thì nó sẽ biến chúng ta thành nhà đầu cơ mà thực sự các bạn cũng không thể biết chính xác được giá của nó sẽ tăng và giảm đến mức như thế nào. Cũng như một số bạn, khi mà các bạn tìm hiểu và mua cho mình một vài đồng coin và hàng ngày, thậm chí hàng giờ các bạn liên tục lên CoinMarketCap để check xem giá của nó là bao nhiêu, nó lên hay là nó xuống. Nó lên thì chúng ta vui mừng chốt lời, còn nó xuống thì các bạn lại sợ hãi và bán tháo. Thì đó là tâm lý của người đầu cơ. Còn các bạn mua hold và để yên đó trong một cái thời gian dài 6 tháng, 1 năm hay là 3 năm mà không quan tâm đến giá cả của thị trường lên xuống như thế nào, bạn hiểu rõ được cái tiềm năng đồng coin đó trong tương lai như thế nào thì các bạn là một nhà đầu tư, hay trong cái thị trường này gọi là những holder máu lạnh. Vậy tóm lại, việc đầu tư và đầu cơ nó khác nhau như thế nào? Thì đầu tư thì chú trọng vào giá trị của đồng coin, còn đầu cơ quan tâm đến giá cả của đồng coin đó. Nói như vậy không có nghĩa là đầu tư là tốt, đầu cơ là xấu, mà cả hai loại hình này đều có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Và đầu tiên, nếu muốn đầu tư thì các bạn phải xem được cái đồng coin mình chuẩn bị mua nó có giá trị là gì, và giá trị ấy có tiềm năng thị trường này nó có thể là duy trì trong lâu dài hay không. Và chúng ta đầu tư vào đồng coin thì chúng ta phải giải thích được vì sao chúng ta đầu tư vào nó, thay vì lý do là ngày mai nó sẽ x5 x10 tài khoản. Ví dụ như bạn mua đồng Polkadot vì nó làm về Web3 và có khả năng mở rộng cho các layer 1 và layer 2 khác, và nó có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Hay là bạn mua đồng Matic vì nó có khả năng mở rộng tốt cho Ethereum và những cái ứng dụng vào thực tế chẳng hạn. Thì cũng như ở trong cái kinh doanh truyền thống, các bạn phải xác định được cái lợi thế cạnh tranh lâu dài của một đồng coin là gì thì các bạn sẽ đầu tư vào nó, và đến khi nó có giá trị cực lớn như là Bitcoin hiện tại chẳng hạn. Còn nếu muốn đầu cơ thì các bạn phải ưu tiên cho mình những cái đồng coin mà nó có cộng đồng lớn, có khối lượng giao dịch cao, dễ thanh khoản, bởi vì cái yếu tố thanh khoản là cái điều kiện tiên quyết hàng đầu để mà lựa chọn một cái sản phẩm đầu cơ. Vì đầu cơ chúng ta phải thu hồi vốn và thoát được vốn ngay lập tức, lúc nào mà chúng ta cần, khi mà được giá hoặc là khi mà cắt lỗ. Ví dụ như các bạn lướt sóng một đồng coin mà các bạn không thoát được vốn ra thì có thể các bạn sẽ bị lỗ rất là nặng. Vậy điều quan trọng nhất trong đầu cơ
đó là tính thanh khoản. Thì ở đây mình cho các bạn xem lại cái bảng phân biệt giữa đầu cơ và đầu tư trong crypto mình đã giới thiệu cho các bạn ở cái video trước. Thì mình sẽ giải thích sơ qua lại, đó là khi mà đầu cơ thì chúng ta tập trung vào việc mua và bán nhảy theo các sóng của thị trường để kiếm cái lợi nhuận. Còn đầu tư thì chúng ta tập trung vào những cái giá trị và tiềm năng của nó ở trong tương lai. Holder thì hold từ 1 đến 3 năm để gia tăng cái tài sản, thì chính họ tập trung vào những cái tiềm năng, nên là người đầu tư họ sẽ tập trung vào tìm kiếm những cái crypto tốt với công nghệ tân tiến và có đội ngũ chuyên môn và cộng đồng lớn để chúng ta đầu tư trong dài hạn. Còn về đầu cơ thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái đặc điểm quan trọng nhất, đó là về cái tính thanh khoản cao và tăng trưởng tốt. Và những người đầu cơ họ sẽ mua ra và bán vào theo những cái đợt sóng của thị trường, nên người đầu cơ họ sẽ đặt target lợi nhuận là 5-10% và cao nhất là khoảng 100%. Nhưng còn đối với đầu tư thì cái lợi nhuận sẽ không tính bằng phần trăm nữa, mà người ta tính bằng số lần, sẽ là x5, x10 hay là x50, thậm chí là 100 lần tài khoản. Và đầu tư thì họ chỉ tập trung vào nghiên cứu 3-10 đồng, còn đầu cơ thì họ tập trung 30-50 đồng crypto để tìm kiếm những cái đợt sóng gia tăng của những cái đồng đó. Thì cái phương pháp nào là tối ưu nhất thì các bạn hãy chia vốn của mình vào cả hai loại hình này. Thì 80% vốn của chúng ta tập trung vào hold trong dài hạn những cái crypto tốt để đầu tư, còn 20% chúng ta sẽ đầu cơ chơi theo sóng để kiếm theo cái lợi nhuận trong ngắn hạn. Và ở đây mình có kê một cái bảng có những cái tiêu chí cơ bản giúp cho các bạn có thể lựa chọn được những cái đồng coin theo mỗi tiêu chí, đó là đầu tư và đầu cơ. Thì ở trong cái video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chọn một cái đồng crypto tốt. Thì sau khi các bạn lựa chọn được đồng crypto tốt rồi thì các bạn sẽ phân bổ chúng vào mỗi danh mục đầu tư và đầu cơ theo cái tiêu chí ở trong cái bảng mình viết ra cho các bạn đây. Thì với danh mục đầu cơ thì các bạn lựa chọn cho mình những cái crypto ưu tiên cho các tiêu chí như là ở bên này. Ví dụ như là POS thì là Proof of Stake, còn POW đó là Proof of Work. Còn ở bên này là tiêu chí để các bạn lựa chọn một cái cho các crypto cho danh mục đầu tư. Thì với những cái keyword như thế này thì các bạn có thể dùng cái bảng này để tìm hiểu tham khảo cho chiến lược đầu tư và đầu cơ của mình. Và trên đây các bạn đã phân biệt được giữa đầu tư và đầu cơ trong cái crypto và những cái yếu tố để chúng ta lựa chọn được những cái crypto cho mỗi cái danh mục đầu tư của mình. Vậy các bạn sẽ thắc mắc nên đầu tư hay đầu cơ, và cái loại hình nào hợp với mình hơn, và cái nào sẽ đem lại cái lợi nhuận tốt hơn cho mình. Thực sự thì mình thấy các bạn mà đã có cái kinh nghiệm trong chơi coin, đã biết và hiểu phân tích kỹ thuật thì cũng như là nhạy bén với thị trường, thì các bạn có thể chia vốn ra để tham gia vào hai cái loại hình này. Ví dụ 80-20 cho đầu tư và đầu cơ, hoặc là 70-30. Nhưng với những cái bạn mà chưa biết về phân tích kỹ thuật và các kỹ năng phương pháp trong chơi coin thì các bạn nên tập trung nghiên cứu và dành thời gian cho mình cho việc đầu tư, vì trong cái thị trường crypto này là nơi bị cá mập làm giá rất là nhiều, và mục đích để hút tiền từ những người chưa có kinh nghiệm, thậm chí là những người có kinh nghiệm rồi vẫn còn mất tiền ở trong cái thị trường này như bình thường. Và cái cuộc chơi nó đang ngày càng khó khăn hơn, và bên cạnh đó những trader họ thường xuyên phải thức đêm thức hôm để theo dõi cái thị trường này thì nó rất là căng thẳng, và họ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tâm lý FOMO, lên giá thì mua vào vì sợ nó tăng tiếp, và giá xuống thì lại bán ra vì sợ nó giảm. Và nếu các bạn muốn đầu cơ thì các bạn phải nên dành cho mình một cái phần tiền nhỏ của mình thôi. Và yếu tố quan trọng nhất trong đầu cơ mà các bạn cần kiểm soát được yếu tố đó là tâm lý. Và nếu các bạn đầu cơ lướt sóng thì các bạn nên tìm hiểu những đồng coin mà nó có giá trị cơ bản của nó, chứ không nên lướt những cái đồng coin rác, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thì trong cái video sắp tới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những phương pháp, công cụ sử dụng trong phân tích kỹ thuật và chơi coin để các bạn có thể đầu cơ lướt sóng và tạo được cái lợi nhuận trong ngắn hạn. Nhưng ngược lại, những nhà đầu tư thì họ chỉ cần tốn thời gian ban đầu để nghiên cứu về cái nền tảng hay là những yếu tố tiềm năng để lựa chọn ra những cái đồng coin tốt, và sau đó họ sẽ rất là nhàn hạ mua và quên nó đi trong một cái khoảng thời gian, và sau đó họ sẽ có lợi nhuận lâu dài từ đây. Và đến khi mà cái chính phủ hay là các nhà quản lý mà họ mạnh tay để cái kiểm soát cái thị trường cryptocurrency này thì những đồng coin rác sẽ bị loại bỏ, và những cái đồng coin tốt sẽ ngày càng tăng giá
và theo cái giá trị tiềm năng phát triển của nó. Và các bạn hãy trang bị những cái kiến thức và xác định vị thế rõ ràng cho mình ở trong cái thị trường này để mình có thể trở thành nhà đầu tư đúng nghĩa chứ không phải là một cái con bạc. Và đến đây mình xin kết thúc cái video này ở đây. Nếu các bạn thích video này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ cái kênh YouTube Crypto News này của mình để cập nhật những cái video cực kỳ hữu ích và có giá trị ở trên thị trường crypto. Và nếu các bạn có góp ý hay là thắc mắc gì về video này của mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới video này để các video sau của mình sẽ ngày càng được cải thiện và chất lượng hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video tiếp theo.